Thôi còn quay nữa hả chị? Chị quay mọi người đi về. Phương ơi. Ơi. Hi, xin chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay mình tan trượt. Trời ơi, em nữa, chị phải quay em về. Cho chị cho em về. Em về. Thôi. Mọi người về cẩn thận nha. Ủa chị Quy vậy sao vậy? Đây là này vô thầy rồi. Ủa nó giỡn ngay và lầy như vậy chưa Hiếu. Tôi thầy em đi. Bè. Cái điện thoại của em. Hả Quy? Trời. Trời ơi. Ủa chị lấy người. Trời ơi sao?